sẽ có một vòng sự kiện Power Shot rồi. BP đầu tiên đi, BP. Mong là lần này ra con gì bùng nổ chút xíu. Người hướng nội đi sự kiện là đúng, người hướng nội luôn mà. Hôm đấy bị ngại nữa, kiểu như hôm đấy bị ngại đấy mọi người, anh em biết tại sao không? Tại vì cái lúc đấy ấy, là đa số mọi người đều mặc vest, riêng có một mình mặc cái áo polo thôi, mặc đồ nó rất là bình thường thôi, nên mình bị ngại chụp hình ấy, nó là như vậy. Đó. Và cho tới cuối sự kiện, lúc mà cuối sự kiện rồi đúng không, là tất cả các creator sẽ lên sân khấu chụp ấy, cái phát đấy mình đi ra ngoài luôn mà. Đó. Mình đi ra ngoài luôn, mình đâu có chụp đâu. Mình ra ngoài trước luôn mà, mình thấy kiểu như là lúc mà cuối sự kiện ấy đã mời khách ra về ấy, thì họ thì rất là nhiều anh em viewer ở lại để đợi chụp hình với lại như ăn độ đồ này nọ ấy. Mình thấy vậy đi về, đi ra ngoài trước đợi. Đó, là như vậy. Nên cái bức hình mà gì nhỉ? Cái bức hình mà trong gala ấy thì anh sẽ không thấy mình đâu, tại mình ra ngoài trước rồi. Đó, trước rồi. Ở đó có mời ca sĩ gì không ăn này? Có Sắp Nâu này, có Mina này, với lại có ăn Queen T. Cái bài Em Không Đi Đâu cũng hay phết. Rồi. Quay trở lại với mở thẻ anh em nhé. Mở BP xong rồi hình như là 1.300 tỷ. BP 1.300 tỷ, 1.200 thôi, 1.200 tỷ thôi, chưa đến 1.300 đâu. Mình sẽ mở những gói Z đi. Gói Z thì mình sẽ xin phép được mở ôn trước đi. Gói cộng 5 đi, cộng 5 với lại gói 8 ôn thì mình sẽ mở trước. Rồi, 63 gói đầu tiên đây. 63 gói đầu tiên. Mina hát bài 11:11 là được chính xác rồi Hiếu ạ. Anh chả quay vlog gì rồi, thật sự anh không biết quay gì hết đấy mà. Không biết quay gì hết. Odin một lần cho lẹ ăn để Xuân Đức còn đi ngủ sớm. Xuân Đức hôm nay lại muốn ngủ trễ mà. Đức hôm nay muốn ngủ trễ. Ê, 63 gói đầu tiên đi. Ui lửa nè, bắt tu bắt nha. Cờ này, Afonso David. Ui, David cộng 8 là 118 đấy đúng không? 117, 282 tỷ. Yes sir. Đây rồi. Gói này gói Z nha, gói này ra từ gói Z. Thế là ngon đấy mọi người ạ. À. Lại có phôi đập thẻ. Phải thế chứ. Đó. Phải như vậy chứ. Thế anh có được nhận giải gì không anh à? Không, đâu có giải gì đâu mà. Anh có được đề cử thôi, được đề cử là ngôi sao đang lên đấy, được đứng chung với lại anh này, anh là được anh Phúc Lô là anh này, với lại thầy Ly, với lại anh TG. Anh TG chiến thắng cái giải này. Xứng đáng mà, quá xứng đáng luôn, đúng không? Quá xứng đáng luôn. Sự nỗ lực của anh TG. Năm nay không được, năm sau được, có gì đâu mà. Đừng đặt nặng vấn đề đấy. Đây. Ok, Hiếu lên nhá. Đây rồi. Ui, cap. Mình đang cần phôi nên mình sẽ lấy cái này Haji rồi. Đó, cờ này là Haji rồi, Haji 117 thôi mọi người ạ. Quen 116 rồi, 116 rồi. Cái sự được 117 luôn. Còn cái gói 101 FA thì sao? Mình đang cần phôi ấy, thì mình sẽ lấy cái gói mà gọi là to hơn tí. Xuân Đức đã donate cho Phúc Zola 10.000 đồng. Đức, nhá. Đức đi chơi gọi mặt cười, chắc cô xem DC nữa. Ok, tí Đức xem chăm lại sự nhờ A nha. Ok. Nên mai ta NC tiếp he. Ok, hợp lý luôn. Đấy, tí Đức đi chơi đi, tí về trải nghiệm Hitman cộng 5. Nay còn bot bài đăng dự đoán cầu thủ không Phúc à? Không. Nó làm một lần thôi, nói rồi đấy, bữa trước ấy. Bữa trước cứ làm giveaway hoài, anh em cứ hỏi liên tục. Bây giờ anh em hỏi liên tục cái hiệu ứng đấy mọi người. Là sau này anh em, nếu mà mình cứ làm liên tục như vậy ấy, sau này anh em sẽ có cái hiệu ứng là mỗi lần mình mở sự kiện là sẽ có cái giveaway, kiểu như là giveaway cho anh em như vậy ấy. Đôi khi lâu lâu làm một lần thôi. Làm hoài mất công. Công là mình sẽ có bị mặc định ấy. Thôi mở thẻ bắt đầu vô mở rồi bắt tôi bắt. Ơ, không làm giveaway à? Giveaway anh ơi, vậy khó chịu lắm thật. Cái đấy là một tấm lòng của mình thôi. Đó. Nhưng mà sau này nếu mình làm nhiều quá ấy, thì nó sẽ gọi là đem về cái hiệu ứng không tốt. Nên là lâu lâu làm một lần thôi mọi người ạ. Mắc cái lè lè. Rồi. Mở gói. Gói chỉ định MC. Đây rồi. Bỏ Petit đi, bỏ rồi. Đương nhiên phải bỏ Petit chứ ai lấy Petit làm gì đúng không anh? Ê Hà Lan ơi. Rồi két à? Rồi két của Okela. Rồi két Okela nha. Là 316 tỷ. Giời ơi, 300 tỷ là tuyệt vời đấy. Nó hên hơn những cái con lúc trước mà mình mở nhờ. 300 tỷ Rai Cat này ok la mà. Ok. Nó phải thế đấy. Rồi, có Chelsea này thì sao? Lúc này đã ra CDM rồi. Nó đang có cái vía đó là CDM. Đó. Lúc này đã ra gì nhờ? MC mà CDM rồi. Thì gói này không thể nào ra CDM nữa. Đấy, cái vía nó đang ra đấy. Cái vì ok đấy, ra Torres à? Torres cũng được. Đừng ra Perti là được. Thề. Đừng ra cái cờ Pháp. Ui.
Ngon 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 ngon, Seva 118. Mới nhắc bỏ Petit thì ra, không sao mà ra được, ra xếp rồi. Xếp trên cô mọi người ạ. 118 lại có phôi đập thẻ rồi. Đây, gói cuối cùng mình sẽ mở nhanh luôn nhá. Gói cuối cùng. Mong là sẽ không dính phải những con hàng như Raikin này hay là Ponko đồ này nọ nhá. Ôi, mắt chỉ số thêm nào. Trời, đừng na bát nha anh à, anh cũng mong lắm chứ. Mắt chỉ số xem nào. Cờ gì đây? Đức. Đức CM rồi rồi, thôi. Trời ơi. Nope. Đức CM có bao giờ ra được cờ rút đâu. Nogan. Có bao giờ ra được quả cờ rút đâu mà. Trời ơi là trời. 385 tỷ nhìn Đức nhìn có tức không cơ chứ. 385 tỷ. Nó còn cùi hơn cả Ponchoco lúc nãy mình mở đó nhờ. Tiểu cờ rút à. Tiểu cờ rút. Hay hợp lý quá tiểu cờ rút. Lên cộng 4. Trước khi chúng ta có một Gitman cộng 5 thì chúng ta phải có Gitman. No. À, trời ơi. Cái gì vậy? Đập cái khó vậy. Nó có 4 đâu mà. Trước tiên chúng ta phải có cộng 4 đã, rồi sau đấy mình mới đập cộng 5 được. Quá chuẩn chỉ. Bịp thật sự. Bịp thật sự luôn mà. Đập cộng 4 không lên nổi. Đập cộng 4 không lên nổi. Tốn 1.000 tỷ rồi. Đây, chắc là con Gitman nó sẽ lên đấy. Con Gitman này không lên, cắn lưỡi chết luôn đấy thề. Chơi đi, gần full mặt mà. Đập cộng 4 không lên thì hơi bực đấy thề. Kiểu gì? Đập của Gitman này khó chịu thật sự luôn đấy. Nhắm mắt lại, mở mắt ra. Và sẽ có gì đây? Rồi, lên rồi, lên rồi. Lần cuối, không nói nhiều, chơi đi. Tin lên. Tao sẽ quay luôn. Mọi mày. Nếu như kèo này rớt thì chúng ta sẽ mất một vòng sự kiện, mất thêm 2.000 tỷ nữa. Một sự mất mát nó khá là nhiều. Một sự mất mát rất là nhiều luôn đấy mọi người ạ. Thôi, cứ tự tin mặt trời thôi. Điều gì đến nó cũng phải đến mà. Đón nhận thôi nào. Và Antonio Gitman công. Rồi. Yes sir. Phải chụp hình lại cái. Đó. Gửi ngay cho em Xuân Đức của tôi. Gửi ngay cho em Xuân Đức. Chết mẹ rồi. Ngay cho em Xuân Đức. Gửi tấm hình cho em Xuân Đức. Bốn năm năm bốn bốn. Phải tự tin lên chứ. Cứ phải sợ, đúng không? Phải sợ làm gì? Cuối cùng thì Gitman nó cũng đã lên rồi. Lên 6 nào, thôi làm ơn đi, người ta đập cộng 5 run lắm.